Columbus. Vâng, giờ đến với trận đấu đầu tiên của set đấu thứ 3. Như vậy sau hai thế đấu thì tất cả hai bên đều có tỷ số cân về trận cũng như là cân về C. Vâng, một đều về C và trận cũng rất cân. Và đây là màn máy của Roman. Và trong trận đầu tiên trong C3 này, một map đầu có 4 chém dành cho cả hai bên. Bên mình là Romper, bên kia là Iagric. Trận đi đấu này sẽ có sự chiến đấu của những ông già. Và bên mình là có một loại quân Roman, còn đơn vị sọc đơn. Chỉ cần chơi P là có thể cần được Grick cũng như là cả IA bên các game thủ Hà Nội. Một trận thi đấu mà thời điểm đầu tiên nhìn qua thế bài của Hoàng Minh Nhìn, người cầm Roman là rất thơm thịt rồi. Bảy bãi quả đầu tiên là bãi quả 6 cây. Và bảy gâu đầu tiên là bảy gâu to. Và có đôi voi bãi quả đôi voi và trên kia là bảy gâu phụ rồi. Vâng, không biết cái bóng đen sát nhà này không biết có lòi. Vâng, nếu như cái vâng cái mạn đen cạnh nhà chính này lòi ra thêm một con voi nữa sẽ là một thế bài cực kỳ thơm. Như vậy là bài đấu. Vâng, và đây bài đấu sẽ khỏe cho Roman trong tay của Hoàng Mã Nhi. Một trận thi đấu bài rất thơm. Và đây là máy của tí nào, một bài đấu cầm Persian. Và quan trọng là bài đấu của Persian này bên mình có những đơn vị voi câu về không. Bầy hươu đầu tiên dường như là bầy hươu cũng đã có và chưa thấy voi, bầy hươu phụ cũng đã có rồi. Nhưng mà trận thi đấu này, trận đầu tiên trong C3 nhìn qua thế bài của hai game thủ Hà Nam thì đây là một thế bài là rất ổn. Hai bầy hươu vâng, vẫn là bầy hươu thơm, bầy hươu 6 con. Sẽ là chuẩn bị thiết kế một chiếc nhà BS ăn chung bầy hươu này tại cánh rừng thông trên kia. Như vậy đầu cánh của tí trong trận đấu này rất có thể là một thế bài và một trận thi đấu là gần nhà bên lớp. Khi mà tôi thấy một tình huống mà con xe giò của người cầm 45 đẩy từ trên góc 12 giờ xuống. Và tên thi đấu này một bài đánh với 25 giờ của người cầm Persian. Và đây là một chiếc BS thiết kế vừa ăn gỗ vừa ăn hươu. Và một hai chiếc nhà BS ăn gỗ như này rất có thể đây là một sẽ trận thi đấu mà đối đầu với hai chém mà mình lên thẳng những con cung A của Persian. Và chuyển qua máy Hoàng Minh Nhi xem Hoàng Minh Nhi ép đời trong trận đấu này với 2-3 dân của Roman. Vẫn sẽ một trận thế đời lên rất sớm của Hoàng Minh Nhi. Chúng ta trở lại trận thi đấu đó thôi. Một trận thi đấu mà Hoàng Nhi sẽ có những tên thi đấu đầu tiên là chọc chéo cho cánh bên tí. Để tí có một bài đấu thật sự khỏe để lên thẳng những con cung A Persian Ring. Và đối đầu với hai
bên kia một bài Greek và một bài Yamato. Và không biết trận thi đấu này người cầm Yamato trong tay Vietlove có cũng là một bài đấu lên thẳng cung A hay là một chơi bài thuần chém thời điểm đầu tiên. Và chúng ta chờ đợi xem khi mà đầu cánh trên 12 giờ rất có thể đây sẽ là nhà màu 5. Khi mà thời điểm vừa rồi quay sang nhà tí tôi thấy con xe dò màu 5 đi từ hướng này xuống. À không không. Như vậy đầu cánh bên này có khi là rõ lỗi thôi. Có khi là nhà của màu 5 rơi vào khoảng mạn 1 giờ. Một bài đấu mà đầu cánh của Hoàng Nhi sẽ đối đầu với người cầm màu 8. Trong thi đấu này, một con giò rất khó chịu của người màu 8, một con giò full công nghệ đang chọc vào bãi vàng của Hoàng Nhi. Vâng, màn máy của tí, nhưng mà rất may tuần thi đấu vừa rồi mình vẫn kịp thời vẩy hai chiếc nhà bè có thể giữ dần. Để nếu như để một con chém được bạn lọt vào là thật sự rất khó chịu. Và chuyển sang cánh bên này của Hoàng Nhi. Thời điểm đầu tiên anh có định tạt chéo sang một tuần tạt chéo sang nhà đầu cánh của tí, nhưng mà đây là một tuần dò lỗi. Nếu như tuần thi đấu kia một con dò đầy đủ công giáp của mình và dò chính xác một thế bài màu 5 lên thẳng những con cung A, thì thật sự là thời điểm ban đầu thì màu 5 cũng không thể khỏe hẳn đâu. Một bài đấu mà về lớp cũng lên thẳng những con cung A và một bãi vàng nằm rìa bên ngoài của màu 5. Như vậy tí bắt đầu đẩy quân rồi. Vâng, thẳng đây sẽ là bãi vàng nhà chiếc dãy nhà BA của người màu 5. Và chuyển qua màn máy tí xem nào. Vâng, có P của người cầm màu 8 trong tuần thi đấu này. Tạm thời thì bãi vàng của người cầm Yamato thì đã bay rồi. Rất có thể màu 8 sẽ bơm một chút vàng cho để bên lớp có thể khỏe. Thời điểm này chắc chắn là màu 8 đang bơm vàng trong bên lớp rồi. Một bài đấu mà bên lớp đây một bãi vàng ngoài mình đang công lên được. Và sẽ thổ thẳng vào đây. Chưa. Rồi rồi vòi. Lỗi lỗi. Vâng, trận thi đấu rất nhanh thôi. Vâng, 1-0 trong trận đấu thứ 3 cho các game thủ của Hà Nam. Thank you.